Xin chào các bạn. Hiện tại mình đang có mặt tại mảnh vườn của cô Lan ở xã Đạo Nghĩa, huyện Đắk Đờ Lấp, tỉnh Đắk Nông nhé các bạn. Trước ống kính đây là nguyên một mảnh vườn cà phê xanh lùng. Năm nay mới bắt đầu cho bói các bạn. Khá đẹp. Và hôm nay nhân tiện mình đi lấy một ít chồi cà phê lá xoài gửi xuống cho mấy anh em ở Lâm Đồng và một số anh em ở Phú Yên nhé các bạn. Thì sẵn mình quay cái vườn xanh lùng này cho bà con xem luôn đó. Và mình sẽ review trực tiếp cái vườn cà phê lá xoài mà mình lấy chồi giống cho anh em ở Gia Lai, Phú Yên và một số anh em ở Lâm Đồng nữa. Thì hiện tại vườn cà phê này khá đẹp, trái khá nhiều luôn, nhưng mà chồi rất ít luôn các bạn. Nói chung là phải một ngày nay mình lấy mới đủ chồi cho mấy anh em ở Phú Yên và một số anh em ở Lâm Đồng. Mình sẵn đây mình làm clip cho bà con xem, cũng như anh chị em đặt chồi bên mình để tin tưởng mà mình ghép nhé. Trái thì siêu khủng luôn, nói chung là cây nào cũng giống cây nào, trái dữ lắm cho nên là nó không có ra chồi nổi luôn, trái lớp lớp đóng đóng luôn. Đó, các bạn thấy hình ảnh nó như thế này. Đó. Trái dữ lắm, nói chung là trái quá nhiều cho nên là nó không nứt được chồi luôn. Vườn cà phê siêu khủng. Nói chung một cây rơi vào tầm yếu gì cũng 7-8 cân đến 10 cân hết các bạn. Trái nhiều lắm. Và đây cái số chồi mình lấy sáng nay đây. Chồi cũng khá là đẹp nhưng mà đều không có nhiều các bạn. Một cây là được 1-2 chồi vậy thôi, không có nhiều. Thì sẵn đây mình làm clip mình quay cho anh em xem luôn. Thật sự cái cà phê lá xoài là chúng ta có nên ghép và cải tạo thay thế cho những cái giống cà phê kém chất lượng hay không. Thì trước ống kính các bạn thấy trái dữ lắm. Mình quay cái vườn này để cho các bạn xem để các bạn yên tâm để các bạn ghép cải tạo. Trái cục to lắm. Các bạn thấy nó nằm ở trong. Nằm ở trong. Trái nhiều lắm. Trái rất là dữ dội luôn. Nói chung cây nào cũng giống cây nào hết. Bạn thấy trái nè. Chồi thì ít lắm, nói chung là cái lực trái nó quá nhiều cho nên nó không thể nứt được chồi luôn các bạn. Đây, trái dữ không? Mình quay cái clip này để cho anh chị em xem để mà tin tưởng, để mà ghép. Đó. Còn phía trên này là xanh lùng. Các bạn thấy đó, lá xoài này. Lá xoài, hết lá xoài là tới xanh lùng. Xanh lùng trên này. Và quay qua phía bên này nữa. Mảnh cà vườn cà phê này khá đẹp. Nói chung không còn chỗ để chê luôn các bạn. Riêng xanh lùng thì cũng khá là tốt. Tốt mà họ đầu tư cũng mạnh lắm này. Phân nhiều lắm sao lên đọt mà. Non mơn mởn luôn. Còn qua bên này là lá xoài. Lá xoài thì cái giống này thì các bạn khỏi phải bàn, khỏi phải lăn tăn gì về cái giống nữa. Các bạn yên tâm, các bạn ghép vào đây là các bạn sẽ trúng chắc luôn thôi. Chứ không có lăn tăn về giống. Đó, các bạn thấy trái dữ dội lắm. Mình quay đoạn clip ngắn này cho bà con xem, cho các bạn xem thôi. Còn mình chắc xin phép các bạn mình tạm dừng quay, tắt máy tại đây để mình đi vặt chồi nha các bạn. Chúc các bạn thắng lợi trong cái niên vụ cà phê năm 2024 này nhé. Được mùa và được giá này nhé. Còn bây giờ mình xin phép nói lời chào tạm biệt và kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn những clip sau của mình nhé.